lại là một ngày làm việc vất vả. Nhưng mà phải làm thôi. Nếu như mà không làm nha thì chắc chắn 100% là sẽ không có gì bỏ vào bụng ăn hết á. Thì phải làm thôi. Muốn làm thì mới có ăn được. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Khổ lắm. Thì mà chào tất cả các bạn nha. Và mình chính là cây mặt cười đây, hay còn gọi là cây SD. Thì các bạn ơi, hiện tại đó nha, là mình đang làm công cho một ngôi nhà các bạn. Đó, bạn thấy không? Hiện tại đó nha, là mình đang cầm trên tay của mình một cái khăn đó các bạn. Đó, thì hiện tại đó là mình đang hả, gọi là sao ta, lau nhà dọn nhà các bạn ơi. Nè, lau kiến các kiểu các bạn. Đó, lau nhà dọn nhà, lau cửa các kiểu các bạn. Bởi vì sao? Ồ, xin lỗi nha, lỡ làm bể mất cái này, xin lỗi nhiều nha. Bởi vì hả, dạo này các bạn ơi, mình đi qua quảng trường quái vật nhiều quá, tốn tiền quá các bạn ơi. Mình hết tiền mình sống rồi các bạn. Cho nên là bây giờ nha, phải đi kiếm tiền các bạn. Khổ lắm, khổ lắm. Phải kiếm tiền thì mới ăn cơm được, chứ không kiếm tiền thì làm sao có cơm ăn các bạn. Ôi, sáng giờ đó nha, mình ở trong căn nhà này hả, mình lau chùi căn nhà này cả một ngày trời luôn á bạn. Lâu lắm luôn á, nhiều lắm luôn á. Mình lau cả một ngày trời luôn á. Rồi ok, mình nghĩ là bây giờ, rồi ok, lau lửa luôn các bạn ơi, lau lửa luôn, tắt lửa các kiểu luôn bạn ơi, lau lửa các bạn. Đó. Rồi ok. Khu này hồi sáng nay mình lau rồi. Được rồi, mình nghĩ là bây giờ nha, mình sẽ đi ra ngoài bên kia và bắt đầu lãnh lương các bạn. Đi ra ngoài nào, đi ra ngoài nào. Ủa? Wait a minute, cái gì vậy? Anh chủ nhà đâu rồi? Anh chủ nhà này hồi sáng nay mướn mình các bạn. Sáng nay mới mướn mình xong, rồi kêu là khi nào mình làm xong á, ra trước nhà gặp ảnh. Mà bây giờ sao mình không thấy anh đâu hết á? Vậy thì tiền của mình sẽ mất tiêu sao? Buồn ghê luôn á, trời đất ơi. Ôi, từ từ. Ở đây có một cái gương các bạn ơi. Từ nha, để mình thử mở cái gương này ra xem nha anh các bạn. Ôi, kim cương các bạn ơi, kim cương nè, 64 viên luôn các bạn, quá đã luôn. Và trong đây có cái thư các bạn ơi. Đâu rồi, để mình đọc thư nha. Đây là tiền công của bạn nè. Cảm ơn vì đã dọn nhà và canh nhà giúp mình. Chủ nhà, yeah các bạn ơi. Vậy là có vẻ như anh chủ nhà hôm nay bận việc đi đâu đó, cho nên là để lại cho mình tiền cũng như là lá thư này cảm ơn mình đó các bạn, quá đã luôn. Ok ok, về nhà cất tiền các bạn ơi, về nhà cất tiền nào. Từ từ, khoan đã các bạn ơi. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình ở trong ngày hôm nay nha các bạn ơi. Thì ok, bây giờ trước khi bắt đầu về nhà các bạn, thì nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký, cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng quên hãy nhớ nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Và hãy bỏ ra khoảng từ 5 cho tới 6 giờ quảng cáo để mình có tiền có máy tính và sẽ làm được nhiều video hay hơn và đẹp hơn nữa cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Yes I do. Ok, bây giờ mau chóng về nhà cất đồ các bạn ơi. Tu. Hả? Cái gì vậy? Chưa kịp về nhà cất đồ nữa, đã có ai đó gọi điện tới cái iPad siêu pro của mình các bạn ơi. Từ từ. Cất tiền vô đã, đúng rồi. Tiền phải nằm trong cái gương trước các bạn ơi, thì mới chắc ăn được. Bây giờ để bạn đợi mình xíu nha, để mình thử nhấc máy nghe máy xem là hôm nay có ai gọi điện cho mình nha các bạn. Hello, alo. Ai gọi điện vậy hả? Trời đất ơi, tôi mới đi làm công về nhà, tôi mới dọn nhà canh nhà cho người ta về, mệt lắm rồi. Ai gọi điện vậy hả? Hello chú em, chào chú em nha. Ta đây chú em ơi, ta chính là tiến sĩ Steve đẹp trai siêu cấp vô địch khắp vũ trụ đây chú em, chào chú em nhé. Ôi, lại là tiến sĩ sao tiến sĩ ơi? Hôm nay tiến sĩ muốn cái gì đây tiến sĩ? Chào chú em nha, thì hiện tại đó chú em, ta hôm nay á sẽ cho chú em một nhiệm vụ chú em à. Một nhiệm vụ cực kỳ hay ho luôn. Hả? Tiến sĩ ơi, tiến sĩ, con mới dọn nhà về con mệt lắm tiến sĩ ơi. Hôm nay tiến sĩ muốn cho con có nhiệm vụ gì? Mệt tiến sĩ quá đi à. Chú em ơi, thì chú em đã cho thử quái vật đầu loa V3 quýnh lộn với lại công rồi đúng không? Thì hôm nay ta muốn chú em hãy thử thách cho quái vật đầu loa V3 quýnh với lại Godzilla chú em à, hiểu chưa? Hả? Cái gì? Tiến sĩ muốn con cho thử quái vật đầu loa V3 quýnh lộn với lại Godzilla hả? Trời ơi, chắc chắn 100% là quái vật đầu loa V3 sẽ thua rồi. Hôm bữa quái vật đầu loa V3 quýnh về công á nha, bị công quýnh nhập viện luôn còn gì nữa.
Trời ơi chú em ơi, thì một con quýnh không lại, nhưng mà tao muốn là 100 con quýnh sẽ có lại không chú em à. Ái chà chà, vụ này hay rồi nha. Một con đầu la V3 á nha thì không quýnh lại, nhưng mà có khi 100 con thì có thể á. Bởi vì sao? Bởi vì 100 con đầu la V3 á nha đã quýnh chết được con công rồi các bạn ơi. Ok, hay đó, hay đó. Tiến sĩ ơi. Ở nhà con đâu có quả trứng đầu la, à không, ở nhà con đâu có quả trứng có chị đâu tiến sĩ. Trời ơi chú em à, thì hiện tại đó ở nhà chú em đó, ta nhớ nha là chú em còn giữ quả trứng đầu la V3 với lại quả trứng công đó. Bây giờ chú em á mang quả trứng công tới nhà ta, sau đó hãy đưa vào cái máy kia chú em ơi, ta hả sẽ đổi chú em được quả trứng có chị ra chú em à. Mau lên đi chú em, mau lên đi, cái máy đây bật rồi xong cấp máy luôn các bạn ơi, khổ ghê luôn á. Thôi được rồi, bây giờ hả mình sẽ tới nhà của mình các bạn ơi và lấy ra quả trứng công cũng như là quả trứng đầu la V3 các bạn. Ok, let's go. Hay và lại tốn tiền nữa rồi các bạn ơi, thật sự là quá đau khổ luôn nha, khổ thật sự luôn các bạn ơi. Bạn biết tại sao không? Mình vừa làm công được 64 viên kim cương các bạn mà bây giờ phải tốn tiền đi qua quảng trường quái vật tiếp. Đúng là nhà nghèo vẫn hoàn nghèo các bạn ơi. Nghèo mà kiếp vẫn nghèo mà kiếp, nghèo mà rệp vẫn nghèo mà rệp. Chắc chắn là sau ngày hôm nay mình lại tiếp tục cạp đất mà ăn nữa các bạn, khổ ghê luôn á. Rồi rồi, bây giờ mau chóng qua nhà ông tiến sĩ các bạn ơi, để mình có thể hạ độ quả trứng công 2021 này, lấy quả trứng Godzilla các bạn. Ok. Bây giờ để tìm hả chỗ đổi các bạn ơi. Ủa, ai phá nhà miếng sĩ với ta? Hư bà có cao hang rồi nè, khổ ghê luôn á. Ok, đâu rồi. Để mình đi tìm kiếm thử coi, không có gì ở đây hết á. Ở đây cái bánh các bạn ơi, nhìn khá là ngon ha. Ok, cái gì ta? Ồ, các bạn ơi, nè. Mình nghĩ rằng á nha, đây chính là cỗ máy đổi đồ các bạn ơi. Bây giờ nha, chúng ta sẽ đưa quả trứng công 2021 cái hộp này. Sau đó nha, chúng mình sẽ lấy được quả trứng Godzilla ở trong cái gương Ender các bạn ơi. Ok, bắt đầu các bạn ơi, 1, 2, 3, bỏ vô nè các bạn, bỏ vô liền. Rồi bây giờ đếm nha, 3, 2, 1, chúng ta sẽ mở gương này các bạn ơi. Ok, 3, 2, 1, rồi bắt đầu mở cái gương Ender ra các bạn ơi. Đó, quá chuẩn luôn. Và thế là chúng ta đã có được quả trứng Godzilla 2021 các bạn ơi. Ok. Bây giờ lúc nha, chúng ta sẽ gọi điện cho ông tiến sĩ Steve Nook dịch chuyển chúng ta qua quảng trường quái vật. Và các bạn ơi, hãy cùng nhau coi thử nha, sức mạnh giữa quái vật đầu la V3 và Godzilla 2021, quái vật nào mạnh hơn các bạn ơi. Hello, Ajinomoto, sao rồi chú em? Tiến sĩ ơi, con lại lấy được quả trứng Godzilla 2021 tiến sĩ ơi. Mau chóng dịch chuyển con qua quảng trường quái vật tiến sĩ. Ok chú em ơi, chờ xíu nha chú em, đợi tao xíu nha. Hồ Biên. Hello các bạn, và hiện tại đó nha là mình đang ở quảng trường quái vật đó các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nha các bạn, xem thử xem á là giữa con quái vật đầu la V3 Boss cùng với con quái vật Godzilla được mệnh danh là vua quái vật, để xem giữa hai con quái vật này quái vật nào sẽ mạnh hơn các bạn ơi. Nhớ nha các bạn, chuẩn bị các bạn ơi. Các bạn ơi, ấn like liền cho mình đi, ấn like vô, hãy like vô các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hả test sức mạnh giữa hai con quái vật này nha các bạn. Trước tiên á là Siren Head Boss V3 hay còn mệnh danh là quỷ đầu loa V3 các bạn ơi. Tiếp theo là gì đây? Godzilla 2021 được mệnh danh là vị vua quái vật các bạn. Ok, 3, 2, 1, spawn ra. Trước tiên là mình sẽ cho hai con quýnh lộn với nhau trước. Ok, đây Godzilla 2021 siêu to bự khổng lồ các bạn ơi. Và hả nhìn kìa, trời ơi, quái vật đầu la y như con kiến các bạn ơi. Thằng chắc là con thì từ mình coi. Ok, cái gì đó? Rồi, đúng nhau các bạn ơi, đúng nhau rồi nè. Có vẻ như là quái vật đầu la các bạn ơi đang liên tục tấn công vào Godzilla các bạn. Godzilla cũng không vừa đâu các bạn ơi. Ok. Ôi, banh nhà rồi. Banh các bạn ơi. Banh rồi. Rồi, ok. Ai da, thua cực kỳ nhanh, cực kỳ chóng vánh các bạn ơi. Vậy là có vẻ như ấy nha, chúng ta có thể biết chắc chắn rằng 100% là Godzilla sẽ chiến thắng được quái vật đầu la V3. Quái vật đầu la V3 100% sẽ nhập viện các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ đó là câu chuyện của một con các bạn. Ủa, nó mất tiêu rồi.
Ủa, có chị ra đâu rồi các bạn? Ủa, ủa đâu rồi? Mình lo nói chuyện còn hồ sẽ mất tiêu có chị ra của mình rồi các bạn. Đi đâu rồi? Ây da, gọi cho đi chơi mất tiêu các bạn ơi. Lo nói chuyện nhảm hồ mất tiêu luôn các bạn. Ok, ê, từ, nghe tiếng gì đó các bạn ơi. Ủa, ủa đây nè, nó ra của mình đó các bạn ơi. Lắc cái gì vậy? Đây nè các bạn, ok ok. Đây, bây giờ mình sẽ spawn ra nha. Tầm 100 con bắt đầu lên các bạn ơi. Ok, bắt đầu nào. Spawn liên tục. Càng nhiều càng tốt các bạn ơi. Càng nhiều. Quá trời luôn. Ok. Bây giờ cả một đàn quái vật đầu lên V3 sẽ quýnh nhau với lại quái vật boss. Ờ, à không, có Godzilla các bạn ơi. Ok, bắt đầu nào. Đây, có vẻ như là có Godzilla vận hành các bạn ơi. Sóng âm thần trưởng bắn ra rồi các bạn. Wow. Đây là nguyên một đàn kiến quái vật đầu ra God, đầu ra V3 các bạn ơi. Và tụi nó đang quýnh nhau slow hoạt động lại một con Godzilla các bạn. Không biết có Godzilla chơi lại không nữa. Có anh nào, có anh nào. Công hả, đã thua với 100 con rồi. Godzilla, có Godzilla ơi, Godzilla ơi. Ok ok, Godzilla đang quýnh các bạn ơi. Godzilla đang giọng, đang đạp. Oh, quái vật đầu ra V3 chết con rồi các bạn ơi, chết một con rồi. Tiếp tục nào. Có lên đó. Gì là không có thi xét các bạn ơi, không có kỹ năng thi năng lượng các bạn. Rồi, quấn nào mà luôn trời ơi. Cái gì đây? Có gì là đang nhảy múa các bạn ơi. Ôi trời, lắc máy rồi. Ok các bạn ơi, thì đúng là khổ ghê luôn á. Cứ mỗi lần á mà mình tới quảng trường quái vật và mình trên những con quái vật mạnh nhất với nhau các bạn, thì mình luôn luôn bị nổ máy tính, crash máy tính các bạn ơi. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ mình nha, để mình có tiền nâng cấp máy tính và làm video cho mình đỡ lắc các bạn ơi, chứ mình khổ lắm rồi. Được rồi, bây giờ quay lại vấn đề cũ. Đây, ôi trời ơi, cái gì vậy? Con quái vật đầu la V3 vừa ôm con Godzilla quăng lên trời các bạn ơi, ghê thiệt sự luôn á nha. Ok, tiếp tục nào. Đây, Godzilla đang đá bại từng con quái vật đầu la V3 các bạn ơi. Vậy là những con quái vật đầu la V3 đang từ từ nhập viện các bạn. Ok, mình bây giờ vẫn không biết rằng hay là máu của con quái vật Godzilla các bạn ơi vẫn không hề thay đổi các bạn. Nhưng mà trời ơi, lắc quá các bạn ơi, lắc quá trời quắc luôn các bạn ơi. Ủa, từ nhưng mà quái vật Godzilla đâu rồi ta? Tại sao mình lại thấy chỉ có mỗi quái vật đầu la vậy? Tự dưng máy tính mình bị lắc các bạn ơi. Bây giờ biến mất luôn quái vật Godzilla rồi. Ủa đâu rồi ta? Lạ vậy. Ủa, where is quái vật Godzilla các bạn ơi? Đừng nói là lại một lần nữa nha, 100 con quái vật đầu loa lại tiếp tục chiến thắng quái vật Godzilla nha. Cái gì vậy ta? Hả? Khó hiểu thật sự luôn các bạn. Không tin luôn á. Đâu? Lần nữa rồi các bạn ơi, lần nữa các bạn ơi. Nè đó, Godzilla hiện hình. Quýnh nhau đi. Ủa không tin các bạn ơi. Vậy là rất có thể nha, quái vật Godzilla đã thua cuộc các bạn. Nghĩa là nếu như chỉ có một con quái vật đầu la V3 thì Godzilla sẽ quýnh lại. Nhưng mà 100 con là thôi thua. Thua chắc không quýnh lại các bạn ơi. Ok ok, trời ơi. Ây da, phải nói là quá lắc các bạn ơi. Mình chịu thua các bạn ơi. Và một lần nữa nè, coi nè, quái vật Godzilla lại biến mất nữa các bạn. Hay, vậy là mình hiểu rồi các bạn ơi. Đúng như mình nghĩ luôn các bạn. Nếu như mà chúng ta chỉ cho một con quái vật đầu la boss V3 quýnh lại Godzilla 2021 á, thì chắc chắn á là Godzilla sẽ chiến thắng. Nhưng nếu như chúng ta cho 100 quái vật đầu la V3 thì 100% luôn, cả công cả Godzilla 2021 đều không thể chiến thắng được các bạn ơi, rất là khổ luôn á. Hay à, ôi từ, mình lại tiếp tục nghe thấy tiếng của đầu la V3 các bạn ơi. Hay thôi ok, nghĩ là bây giờ hả chúng ta đã biết được câu trả lời các bạn ơi, và máy tính của mình hả cũng quá yếu để có thể hả tiếp tục cho hai con quái vật này cũng như các bạn, thì nghĩ là bây giờ nha phải tạm thời dừng lại cái video đây các bạn ơi. Thì ok, nếu như các bạn thích video này á, hãy cho mình một lượt like. Và các bạn ơi, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh giúp mình luôn nha, hãy cho mình luôn cả một lượt đăng ký. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn ơi, nếu như các bạn muốn coi mình làm tiếp á về những con quái vật nào á, hãy nhớ bình luận ở phía dưới. Và mình sẽ gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo. Và mình là cái mặt cười, hay còn gọi là KSD các bạn ơi. Bye bye, yeah.